Vì sao Mono, em trai Sơn Tùng không còn gây sốt khi trở lại? Trở lại đường đua âm nhạc với MV Em Là, Mono chưa thể tái lập thành tích từng có năm ngoái với bản hit Waiting For You. Mono, tên thật Nguyễn Việt Hoàng, từng là hiện tượng âm nhạc của năm 2022. Khi khởi nghiệp ca hát, anh được chú ý nhiều vì là em trai của Sơn Tùng MTP, đồng thời dũng cảm ra mắt album đầu tay dù chưa từng trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Sau đó, bản hit Waiting For You được khán giả yêu thích và đón nhận, lập tức biến Mono trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất làng nhạc Việt. Sau thời gian khá im ắng, ca sĩ sinh năm 2000 bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc với MV Em Là. Song, sản phẩm không tạo được hiệu ứng tốt khi ra mắt dù được đầu tư mạnh về âm nhạc lẫn hình ảnh. Phát hành ca khúc cũ, Em Là do Mono sáng tác cùng nhà sản xuất Onion, trích từ album đầu tay 22 của anh, phát hành tháng 8 năm ngoái. Ca khúc từng được giọng ca gốc Thái Bình trình bày trong một số sân khấu lớn nhỏ. Có lẽ vì vậy, phần lớn người hâm mộ Mono đều đã quen với bài hát, thậm chí thuộc lòng. Sáng tác có giai điệu đơn giản, nội dung đặt góc nhìn của một chàng trai đang say đắm trong tình yêu. Anh liên tục cất lời ca ngợi bạn gái, ví cô là bông hoa xinh tươi lung linh giữa trời, đôi môi ngọt ngào như đóa hồng. Phần điệp khúc ngắn gọn và dễ nhớ. Mono hát thay lời khẳng định tình yêu bền chặt, em là tia 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 nắng trong anh, em là tiên 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 nữ trong anh, dẫu nắng hay mưa, ta vẫn mãi như xưa. Xuyên suốt ca khúc, Mono của người nghe vào những lời ca ngọt ngào. Thông điệp bài hát cũng tích cực, trái ngược hoàn toàn với nhiều bản ballad thất tình buồn bã trên thị trường nhạc Việt. Điểm nhấn của Em Là thuộc về bản phối khá bắt tai do Onion thực hiện. Nhà sản xuất sử dụng nhiều âm thanh điện tử giúp cho sáng tác trở nên hiện đại và trẻ trung hơn. Anh thổi vào ca khúc nhiều màu sắc dancehall, dòng nhạc phổ biến ở Jamaica, mang đậm chất châu Mỹ và từng rất được ưa chuộng vào thập niên 2000. Giọng hát và cách xử lý của Mono vẫn còn non nớt, nhưng được bản phối của Onion nâng đỡ khá nhiều. Hình ảnh đầu tư nhưng gây tranh luận. MV Em Là có phần hình ảnh khá ấn tượng. Câu chuyện đặt bối cảnh ở một thành phố giả tưởng trong tương lai. Ngay từ phân đoạn đầu tiên, Mono và nhân vật nữ đứng đối diện nhau trong một con phố còn ướt mưa. Xung quanh họ tấp nập người qua lại, những kiến trúc hiện đại với ánh đèn neon xanh đỏ lấp lánh. Bên trên, những chiếc robot bay lơ lửng như đang dõi theo các nhân vật. Đó là buổi hẹn hò lần đầu của cả hai. Họ cùng tản bộ trên phố, rủ nhau đi khiêu vũ trong quán bar, rồi trốn lên sân thượng để tâm sự. Ở cuối MV, cú twist xuất hiện khi Mono nhận ra cô gái đứng trước mặt chỉ là một nhân vật ảo, với hình dạng và khuôn mặt hoàn toàn khác những gì anh từng biết trước đó. Dù được đầu tư, phần hình ảnh của MV lại nhận được ý kiến trái ngược từ phía khán giả. Một số đánh giá cao sản phẩm vì nhiều cảnh quay đẹp, hiệu ứng kỹ xảo chăm chút, thậm chí không thua kém nhiều MV quốc tế. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng phần hình ảnh chưa thực sự ăn khớp với lời bài hát. Khi nghe ca khúc, khán giả hình dung về một chuyện tình giản dị, chân phương. Nhưng ekip lại thực hiện MV với bối cảnh công nghệ tương lai, nhiều màu sắc sặc sỡ, hiệu ứng không tốt vì đâu. So với mặt bằng chung, Em Là vẫn là một MV chất lượng, được chăm chút cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Chưa kể, sản phẩm còn có nhiều yếu tố để thành công, chẳng hạn như sức nóng từ tên tuổi Mono hay việc anh vắng bóng khá lâu trên thị trường. Đáng tiếc, MV lại không được khán giả đón nhận quá nồng nhiệt. Sau 5 ngày phát hành, sản phẩm đạt lượt xem ít ỏi, hiện chưa quá con số 600.000 lượt trên YouTube. Lý do khiến Em Là không thu hút khán giả phần lớn vì đây là một ca khúc cũ, đã ra đời từ 11 tháng trước. Trường hợp này giống với Waiting For You. Khi bài hát gây sốt, bản MV audio đạt hơn 93 triệu lượt xem, là một trong những MV được xem nhiều nhất trên YouTube năm ngoái. Nhưng ekip chưa nắm bắt được thời cơ. Phải đến tháng 11 năm 2022, bản MV chính thức ra mắt thì cũng là lúc bài hát đã giảm nhiệt. Kết quả, sản phẩm hiện chưa vượt qua con số 10 triệu lượt xem dù đã phát hành được hơn 8 tháng. Khi Em Là ra mắt, Mono không có nhiều đối thủ mạnh để cạnh tranh. Song, ekip chưa có chiến lược quảng bá hợp lý khiến MV thiếu thu hút. Sản phẩm hoàn toàn lép vế hai MV ra mắt trước đó là Sự Mập Mờ Sunny Hà Linh, Grady và Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc, Hà Nhi. Có lẽ, Mono sẽ tạo được hiệu ứng tốt hơn nếu tung ra một ca khúc hoàn toàn mới, đồng thời đầu tư nhiều hơn cho việc quảng bá MV.